tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về gia đình của anh Sơn. Gia đình anh Sơn đang tận hưởng một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Tất cả sẽ rất tuyệt vời nếu như không có một ngày nọ, rủi ro bất ngờ ập đến với anh Sơn. Vợ con anh Sơn mất đi người thân, mất đi trụ cột, điểm tựa của gia đình. Kể từ sau sự cố đó, tài sản trong nhà lần lượt đồi nón ra đi. Vợ con anh Sơn lâm vào tình cảnh khốn khó. Nếu như có bảo hiểm nhân thọ thì vợ con anh Sơn vẫn có một cuộc sống êm đềm, đầy đủ. Mặc dù sẽ không còn anh Sơn ở bên lo lắng, song bảo hiểm nhân thọ sẽ thay anh Sơn chăm sóc cho gia đình. Bởi vậy mới nói, cuộc sống không chỉ có những niềm vui, mà ở đó còn có cả những rủi ro bất trắc. Tham gia bảo hiểm nhân thọ với số tiền nhỏ mỗi tháng giúp bạn bảo vệ được nguồn thu nhập của mình trong 5 đến 10 năm tới, ngay cả khi bạn không thể đi làm được nữa.